Hello anh em, thì mình tiếp tục mình làm cái video để hướng dẫn anh em cách sử dụng những công cụ tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa sẽ quảng cáo Shopee. Thì hôm trước thì mình đã làm hai cái video này rồi, nếu anh em chưa xem thì em quay lại anh em xem nhé, cách sử dụng đây rồi. Thì còn một cái công cụ nữa, công cụ này thì nói thật là nó sẽ thuần hơn về công việc của support cho anh em chạy quảng cáo nhá. Những cái này tất cả những công cụ này đương nhiên là rơi vào tay người tốt thì nó sẽ là công cụ tốt, rơi vào tay thằng xấu thì là cái công cụ xấu, bởi vì là mọi thứ đều là con dao hai lưỡi, thì anh em phải phải hiểu cái điều này nhá. Chứ anh em mình hôm qua thì mình có chia sẻ một số cái trên này thì có khá nhiều anh em ý kiến trái chiều á, thì mình hiện tại bây giờ mình chỉ mình nói câu chuyện là giống như là anh em đi học võ vậy á. Thì nếu mà là người tốt thì anh em cứu người, thì còn lại nếu mà người xấu thì anh em đi cướp, thế thôi. Cái này cũng y hệt như vậy, nếu mà anh em mà làm được ok thì nó sẽ rất là hay. Nhưng này nếu anh em biết cách tận dụng á, bây giờ mình ví dụ nha, như công cụ này thì nó vẫn như vậy thôi, anh em tải về anh em copy key của cho mình, giá tôi thì mình đã public rồi. Đấy, nếu anh em là đối tượng nào, đối tượng là học viên thì sẽ có một cái giá nó mềm hơn một chút, nó sẽ được khuyến mại nhiều hơn. Còn nếu mà là chưa phải học viên bên mình thì giá nó là 500 nghìn một tool trên một tháng. Đấy, có thể chơi thôi. Ở đây nhá, thì anh em lại điền từ khóa này cho mình. Ở đây mình sẽ thêm cái list name với đã, cái tài khoản, anh em có tài khoản. Rồi, từ khóa mà anh em muốn muốn chạy quảng cáo, tên sản phẩm mà mình muốn loại trừ, tức là sẽ không click vào nhé. Đấy, và cái thứ hai là decon về số lượt và thời gian, về số số lượt. Thì cái công cụ này công cụ để anh em có thể là ví dụ là anh em muốn, anh em mình ví dụ là nhá, ở đây mình sẽ vào một trang Shopee. Anh em an tâm đi, mình hiện tại bây giờ mình sẽ chỉ cung cấp khoảng độ tầm 50 key ra ngoài thị trường thôi, và hỗ trợ một số key cho các bạn học viên thôi. Sau đó thì mình sẽ đóng, mình sẽ không bán tràn lan open tất cả mọi người đâu, nếu không thì anh em lại cạnh tranh với nhau. Ở đây thì mình sẽ chọn cái đồ bộ sau sinh để ví dụ vậy đi. Thì bây giờ ví dụ đây mình đang muốn chạy cái sản phẩm này, để trong này thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm của mình. Đó, sản phẩm này sản phẩm của mình thì mình không muốn là nó kích vào sản phẩm của mình, mà chỉ để cho chạy ở kích của 1, 2, 3, 4 thôi. Thì anh em đều biết là Shopee cơ chế là cơ chế đấu thầu, tức là ai mà giá cao thì nó sẽ hiển thị trên đầu, ai đấu thầu giá thấp thì nó ở dưới. Thì ở đây bạn cứ tưởng tượng đây là 1.000, 2.000, ở đây 5.000 đi, 5.000 này, 4.000, 3.000, 2.000, và của mình là 1.000. Thế thì bây giờ của bạn, bây giờ mình sẽ ví dụ một cái khác đơn giản hơn nhá, sorry nhá, 1.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, và cái sản phẩm của các bạn là sản phẩm dưới này, là sản phẩm của các bạn chỉ chạy 500 đồng với đấu thầu, giá là giá thầu 500 đồng cho cái từ khóa này thôi. Thế thì bây giờ đương nhiên là khi mà bạn không không xuất hiện trên này thì khách hàng sẽ khó nhìn thấy bạn hơn, phải kém dưới này. Cái tỷ lệ mà khách hàng nhìn thấy bạn, nó kích vào, nó mua hàng với bạn sẽ thấp hơn cái câu chuyện là khi các bạn hiện thị trên này. Thế thì làm thế nào để mà mình vẫn có giá thầu là 500 đồng mà mình nhảy trên này được? Thứ nhất là các bạn phải gia tăng cái độ liên quan giữa sản phẩm của mình và cái từ khóa đấy. Thì cái này các bạn dùng cái tool mà trước đấy mình đã hướng dẫn anh em rồi nha, anh em dùng cái tool này là cái phần một này. Đấy, thì cái này sẽ là hỗ trợ anh em cách để làm tăng cái sự liên quan giữa từ khóa và cái những cái sản phẩm của mình. Tiếp theo thì anh em dẹp mấy cái thằng đối thủ mà nó chạy đấu thầu từ khóa giá cao đi. Thế thì anh em dạy cách nào, anh em vứt cái tool này vào cho mình, vứt danh sách list email đây. Email này là tên tài khoản á, anh em nào cần thì inbox cho mình, trực tiếp cho mình nhá. Facebook của mình đây, Phan Linh Nho đây, bên mình có cung cấp cả cái tài khoản cho anh em luôn. Posi hoặc cái decon đấy, anh em dùng decon thì anh em bỏ tên decon vào, dùng posi thì bỏ posi vào. Đây là từ khóa anh em muốn tìm kiếm, đây từ khóa là đồ bộ sau sinh. Anh em mà muốn vứt nhiều từ khóa vào thì anh em thêm cho mình cái dấu như này đấy, chưa lại tiếp vào đây là gì nhỉ, như là đồ sinh em bé hả? À, vụ thế em muốn nhiều nhiều từ khóa thì em thêm một cái dấu sổ xuống cho mình. Cái thứ hai là cái tên sản phẩm mà em muốn là sẽ không kích vào đây, chẳng hạn như mình sẽ chọn cái từ khóa này. À, sẽ không kích vào cái này. À, ok, tiếp theo là cái tên decom, thời gian load trang. Nếu anh em mạng khỏe thì anh em để thời gian này ngắn, còn nếu không thì để thời gian cao, thường thì mình sẽ để tầm 10 giây để số lần lướt. Rồi cái chỗ này là chỗ luồng, thì anh em muốn mở bao nhiêu luồng chạy cùng chạy một lúc thì anh em bật vào đây. Đấy, thế là xong, cái công cụ rất là dễ thôi, thế là anh em bật chạy thôi nhá, khá là dễ sử dụng. Đấy, thì anh em bấm vào đây, ấn vào chỗ start là sẽ bắt đầu nó chạy. Thì mỗi lần nó chạy như này thì anh em cần phải treo máy. Thường là cái này không có một cái quy chuẩn hay bất kỳ một cái điều gì, cái này mình mong muốn là anh em cần phải anh em mua về anh em phải nghiên cứu rất rất là nhiều mới biết cách tối ưu hóa và sử dụng nó được nhá. Tối ưu hóa sử dụng nó được, ví dụ nhá, mình ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ anh em có một cái từ khóa mà anh em biết, chẳng hạn như từ khóa là từ khóa rất là rẻ lắm,
Vậy em chạy một cái từ khóa khoảng tầm 100 đồng đấy. À 400 đồng đi. Min là 480 đúng không? Thì mình cứ cho 500 đi. 500 thì tất cả những thằng ở đây nó đều chạy với từ khóa rất là đắt, nó chạy 5.000. À, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Thì bây giờ anh em muốn là mình chạy 400 đồng nó vẫn 500 đồng nó vẫn bật lên trên trang này được, thì đương nhiên là anh em phải tự kích quảng cáo của chính bản thân mình nhá. Anh em nếu mà anh em làm nhiều shopee nhiều, nhưng các hiểu lý thuyết này, thì lý thuyết khi mà chúng nó chạy quảng cáo, khi mà nhiều khách hàng họ họ tìm kiếm một cái sản phẩm chẳng hạn như đồ bộ cho sinh, mà họ kể cả họ tìm sang trang thứ hai thứ ba mà họ thấy sản phẩm bạn họ kích vào, thì dẫn đến câu chuyện là shopee hiểu à cái sản phẩm này ấy, cái sản phẩm các bạn nó liên quan mật thiết đến cái từ khóa này, và từ đó thì nó đẩy cái sản phẩm của bạn lên trên trang tiếp theo. Tức là có hai cái để xác định được cái việc thứ hạng của quảng cáo của bạn. Một là các bạn giá thầu cao đúng không? Giá thầu cao thì xác định thứ hạng, thì sẽ tối ưu với cái thứ hạng, nó sẽ đẩy các bạn lên trên top. Hai là sự liên quan. Thế ví dụ như ông này thầu rất là cao, thầu 5.000 đi, 5.000 trên một click đi, gấp 10 lần bạn đi, nhưng cái độ liên quan giữa cái sản phẩm và cái từ khóa này á, nó không cao, thì dẫn đến câu chuyện là thế chắc là họ đã lên trên top và bạn 3.000 bạn đã lên top rồi, 2.000 bạn đã lên top rồi, thì 1.000 bạn vẫn lên trên top là chuyện rất là bình thường nhá, không hẳn là cứ phải cả giá cao hơn. Thì đấy là một cái lý thuyết để giúp anh em có thể là tối ưu hóa cho cái quảng cáo của mình, hoặc là tối ưu hóa cho cái sản phẩm của chúng ta, để chúng ta có thể bán hàng tốt ở trên Shopee. Thì anh em cần phải xem kỹ hết cái video này của mình nhá, video này và cái video mình đang quay này. Đấy, thì để anh em có thể hiểu lý thuyết. Ngoài ra, nếu có điều kiện thì có thể là tham gia một cái khóa rất là đơn giản của mình thôi, một cái khóa gọi là khóa hướng dẫn chạy quảng cáo Shopee ấy. Nếu anh em nào xác định là theo chạy quảng cáo thuần nhé, xác định là đồ, bỏ tiền ra để đầu tư làm chạy quảng cáo, thì anh em nên mua khóa đấy. Đây khóa này mình đã làm rất rất là chi tiết để hướng dẫn anh em rồi. Ở trong này có cái phần gọi là phần tối ưu hóa quảng cáo rồi, mọi thứ trong này hết. Đây anh em nhìn này, đầy đủ hết như này. Đấy. Thì những cái nào mình update này, update tháng 5 2020 này đấy. Thì chắc là khoảng độ tầm 1-2 hôm nữa thì mình sẽ update cái hệ thống công cụ này. Hiện tại bây giờ thì mình muốn vẫn đang giới thiệu cho anh em thôi, còn lại về cách để ứng dụng làm sao cái công cụ này để tạo ra được một cái hệ thống chạy quảng cáo hiệu quả ấy, thì mình đang làm cái video cho vào xong thì mình sẽ update nốt vào trong cái khóa học này. Khóa này nó chỉ có bao nhiêu nhỉ, 868.000 nữa, rất là rẻ anh em ạ. Anh em có thể mua kèm thêm một khóa này để chạy quảng cáo tốt hơn nhá. Tất cả mọi thứ anh em cần thiết thì hãy ebook cho mình fanpage nó, hoặc là nhanh hơn thì hãy ebook cho mình vào trong cái fanpage này, nhanh hơn nữa thì anh em hãy ebook cho mình qua Zalo mình là fanpage nho. Số điện thoại thì mình để cái ở trên màn hình đây rồi, còn đây là Facebook của mình nhá. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em một cái video sau nhé.